Cô chào Quốc Thắng nhé, mình sẽ xem lại cái phần video về học ngày hôm nay của Cô con nha. chào, what food is it? It's a pujaya. What food is it? It's a peanut. Con chú ý cô hôm qua cô xin chỉnh lại cái từ này cho con rồi. Cái từ đầu tiên là papaya. Papaya. Nó có hai âm p. Papaya. Papaya. Apple. What food is it? It's a strawberry. What food is it? It's a pear. What food is it? Nào, mình sẽ không đọc là pear. Pear. Cái từ pear và pear, hai từ này khác nhau hoàn toàn con nhé. Một là âm air, là pear. Từ này ở đây đang là từ quả lê ấy, pear. Nhưng nếu con đọc là pear, pear thì nó lại mang nghĩa hoàn toàn khác, nó là âm ear rồi. Con chú ý cho cô nhé. Hôm qua mình cô chỉnh cho mình cái này rồi đấy. A kiwi. What fruit is this? It's a blueberry. What fruit is this? It's a peach. What fruit is this? Tiếp theo này. Cái từ peach âm y dài, nó không phải là ear mà con đọc là peer. Từ này là peach. 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 Goodbye teacher. Và khi thực hành mẫu câu, chú ý cho con là con thực hành á thì mình sẽ cần nghiêm túc hơn nhé. Và hãy thu xếp công việc của mình học xong rồi mình sẽ làm việc khác nha con nha. Nào, đó là một vài gợi ý cô cho bài của Quốc Thắng. Quốc Thắng sẽ chú ý và chỉnh lại nhé. Say goodbye.